để định giá một tờ tiền ấy, một tờ tiền số đẹp hay là tờ tiền xưa ấy, thì có nhiều người người ta cứ tưởng là càng cổ thì càng hiếm, nhưng mà thực sự là đây là cái suy nghĩ nó chưa chính xác, mà nó phải là càng hiếm thì nó lại càng quý. Có những tờ ví như là 2000 năm 1987 dù nó rất gần đây thôi, nó chỉ hơn 30 năm thôi, nhưng nó lại lên tiền triệu một tờ, tại vì cái giai đoạn ấy người ta số lượng in rất là ít. Còn những cái tờ tiền như là một đồng vàng Đông Dương hơn 100 năm rồi, nhưng mà giá hiện tại nó cũng chỉ có khoảng ở mức là 20.000, 30.000 thôi. Tiền số đẹp ở Việt Nam ấy thì bình thường thực ra loại thông dụng nhất nó chính là thất quý, bát quý. Chất lượng càng cao thì cái giá trị nó càng lớn, tức định giá mình càng cao. Nhiều khi một tờ tiền số đẹp cho là nó trùng seri đi, thất 9 đi, nhưng mà nó mới 100% thì giá nó khác, có thể hơn 10 triệu, 15 triệu, nhưng mà chỉ với gấp một nếp thôi. Thì những người chơi chuyên nghiệp ấy thì người ta đánh giá nó đã mất một nửa giá rồi.